bạn ngày hôm nay thì công ty thiết bị điện tử nghe nhìn Trần Anh để làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là máy nghe lén theo dõi vợ chồng ngoại tình, định vị ô tô xe máy. Đấy thì đây là cái sản phẩm X10. Thì các bạn có thể mua hàng, các bạn để qua trực tiếp trụ sở ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để các bạn test hàng. Với cái sản phẩm này là các bạn có thể định vị này, theo dõi này, nghe lén. Thì tôi sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cách sử dụng và cái tính năng của sản phẩm cho các bạn xem nhé. Thì đây là cái thiết bị định vị này. Đây tôi sẽ cho gần các bạn xem này. Đây. Đây là cái sản phẩm thiết bị định vị X10. Rất là nhỏ đấy các bạn nhá, nhìn này. Nhưng mà rất nhiều tính năng luôn. Nó chỉ còn chưa đầy hai ngón tay. Cái này thì dùng pin sạc. Đây cái chỗ là sạc của nó này. Đây. Sạc, đây là trên này là sạc, còn dưới này là chỗ nắp sim, khe nắp sim này. Khi các bạn mua sản phẩm thì tôi sẽ tặng cho bạn một cái sim. Đây. Đây là cái sim này, sim tôi đã lắp một cái sim ở đây rồi. Đấy. Đây ở bên dưới này là cái dây cáp sạc này. Đấy, dây cáp sạc. Đây là một bộ sản phẩm của cái hộp nó này. Còn đây là cái băng keo hai mặt để các bạn dán cái băng dính này vào cái lam châm này, lam châm vĩnh cửu này. Hoặc các bạn dán vào khung xe hay là các bạn vùi cái này, lắp cái này vào trong những cái nào ngóc ngách của cái xe máy hoặc xe ô tô để mà định vị nghe nén. Đó thì đi vào chi tiết thì tôi sẽ test cho các bạn cái sản phẩm. Về cái sản phẩm mà thiết bị định vị này nhá. Đây thì cái tính năng của nó này, nó sẽ bao gồm cái tính năng gì? Đây này. Cái thiết bị định vị X10 này có những tính năng gì các bạn này? Đây. Đầu tiên là định vị GPS này, định vị ô tô xe máy này, nghe nén này, ghi âm này, theo dõi lịch sử di chuyển của phương tiện này, hàng rào điện tử này, bật tắt từ xa để bật tiết kiệm pin và cảnh báo hết pin. Nó sẽ cảnh báo là còn bao nhiêu phần trăm pin. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho bạn cái sản phẩm này. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn khi các bạn sử dụng thì các bạn nắp hay là bạn làm sao để cho con cái này nó vào trong ô tô hoặc xe máy chỗ nào cũng được nhá. Đây. Tôi đã kết nối cái thiết bị định vị và cái app của chúng tôi rồi. Đây. Thì cái app của nó thì sẽ là đây, bạn khi bạn sử dụng bạn tải cho tôi cái app IK này này. Điện thoại Samsung hay là iPhone là đều dùng được hết. Đấy, các bạn đăng nhập vào. Thì cái tính năng đầu tiên là tính năng định vị. Đây. Tính năng định vị của nó các bạn này. Đây chẳng hạn như là cái người này là chính là cái thiết bị của tôi đang ở chỗ nào này. Để zoom các bạn xem này, nó rất là chi tiết luôn này. Đấy. Nó sẽ có rất là chi tiết. Đấy, nhà tôi là cạnh cái quán cà phê Bitkenden này. Là sát nhau luôn này, ở đường Hiệp Bình này. Đấy, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đấy. Có tên đường quán cà phê hay nhà nghỉ. Ví dụ các bạn những cái xe có thể các bạn định vị nó đi vào nhà nghỉ thì các bạn biết ở nhà nghỉ nào luôn. Đấy, rất là chi tiết này. Đấy, xung quanh các quán cà phê, tên các cà phê này, tên đường này, đường số mấy này. Đấy. Để tính năng định vị này. Có nghĩa là các bạn là khi các bạn là định vị, các bạn cho cái thiết bị định vị kia vào trong cái xe ô tô thì nó sẽ dẫn đường các bạn đi theo luôn. Đấy là tính năng định vị. Tiếp theo giới thiệu các bạn là cái tính năng hàng rào điện tử nhá. Đây. Các bạn nhìn nhận là tính năng hàng rào điện tử này. Đấy. Thì cái tính năng hàng rào điện tử này đây các bạn này. Các bạn này tăng này, tăng khoảng cách này. Trong cái ô tròn này ở giữa là cái thiết bị. Khi các bạn khoanh vùng rộng ra là bấm nút cộng này thì nó ở trong một cái vùng tròn như này. Là đây, từ đây ra đây là 200m. Thì khi cái định vị đi ra khỏi vòng hàng rào điện tử này, nó sẽ báo cảnh báo về cái điện thoại các bạn. Nó cảnh báo tút 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 vào cái điện thoại này là cái thiết bị này đang di chuyển rời khỏi cái vị trí các bạn. Các bạn có thể cài đặt là 100m, vòng tròn này 100m này, 200m này, đây cho tính là bán kính là 500m này. Đấy. Rất là nhiều ấy luôn. Đây hạn như tôi đang cài đặt cái vòng tròn bán kính là 100m này. Đấy, thì khi cái thiết bị định vị này nó di chuyển theo cái xe ra ngoài, nó sẽ báo cảnh báo. Tiếp theo là đến nghe quỹ đạo lịch sử. Có nghĩa là lịch sử di chuyển đấy, nó theo tính theo ngày này. Ngày hôm nay này, hôm qua này, các bạn có thể tùy chỉnh theo ngày hôm qua đi những đâu. Thiết bị này nó di chuyển những đâu này. Và tính năng là tắt bật từ xa.
đấy, hạn như tắt bật mình có thể đây gọi là remote shutdown, mình tắt mình lúc nào mình bật thì mình dùng. Và có một tính năng nữa là tính năng rất là ok luôn, là tính năng nghe nén. Tôi sẽ cho các bạn xem tính năng nghe nén này. Đấy. Đây thì với cái tính năng nghe nén này thì các bạn sẽ có một cái sim, thì mua thì tôi sẽ tặng vào cái sim này. Tôi đã lắp cái sim này vào đây. Đấy. Cái sim này. Thì đây là cái số điện thoại cái sim. Đấy. Thì khi các bạn gọi vào cái số điện thoại đấy ở trong cái sim này, tức là cái con định vị này nó lắp một cái sim có cái số điện thoại này, các bạn gọi vào này. Đây là cái số điện thoại của nó này. Số điện thoại tôi sẽ gọi vào này. Thì khi ở trong xe người ta nói chuyện gì là mình nghe tiếng hết. Đấy. Đang gọi này, nó sẽ tự động trả lời nhá. Để ra ngoài này. Đấy, nó gần nhau nó vọng tiếng, để tôi để cái định vị xa này. Thì các người nói thì nó sẽ thu vào đây. Đấy, nó thu vào gần thì nó sẽ hơi bị ồn ồn tí, nhưng mà khi xa nó như nó đang thu ghi nghe nghe nén. Tôi vẫn để nó hơi gần thì nó sẽ vọng lại. Để xa mình luôn này. Đấy, tôi đã để thiết bị răng phòng khác này nó. Đấy, người nói đây. Bạn sẽ thu âm được nhá. Đấy. Mình sẽ thu âm được, đấy, là tính năng nghe nén. Thì các bạn mua hàng thì các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng Hà Nội Sài Gòn. Tôi sẽ tắt đi này. Đấy, nó rất là tiện lợi để các bạn theo dõi. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng test hàng, hoặc các bạn nếu ở xa không ấy thì tôi sẽ gửi hàng về theo đường bưu điện, hay là đến trực tiếp để các bạn nhận hàng, các bạn đúng hàng bạn thanh toán cho bên bên ship. Rồi, cảm ơn các bạn xem video. Với cái sản phẩm này thì các bạn sẽ được bảo hành trong 1 năm các bạn nhé. Các bạn nhé, đây thì công ty thiết bị điện tử Nghe Nhìn Trần Anh làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là máy nghe nén theo dõi vợ chồng ngoại tình, định vị ô tô xe máy. Đấy thì đây là cái sản phẩm X10. Thì các bạn có thể mua hàng, các bạn để qua trực tiếp trụ sở ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để các bạn test hàng. Với cái sản phẩm này là các bạn có thể định vị này, theo dõi này, nghe nén. Thì tôi sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cách sử dụng và cái tính năng của sản phẩm cho bạn xem nhé. Thì đây là cái thiết bị định vị này. Đây tôi sẽ cho gần các bạn xem này. Đây. Đây là cái sản phẩm thiết bị định vị X10. Rất là nhỏ đây các bạn nhá, nhìn này. Nhưng mà rất nhiều tính năng luôn. Nó chỉ còn chưa đầy hai ngón tay. Cái này thì dùng pin sạc. Đây cái chỗ là sạc của nó này. Đây. Sạc. Đây là trên này là sạc, còn dưới này là chỗ nắp sim, khe nắp sim này. Khi bạn mua sản phẩm thì tôi sẽ tặng cho bạn một cái sim. Đây. Đây là cái sim này, sim tôi đã lắp một cái sim ở đây rồi. Đấy. Đây bên dưới này là cái dây cáp sạc này. Đấy, dây cáp sạc. Đây là một bộ sản phẩm, một cái hộp nó này. Còn đây là cái băng keo hai mặt để các bạn dán cái băng dính này vào cái nam châm này, nam châm vĩnh cửu này. Hoặc các bạn dán vào khung xe, hay là các bạn vùi cái này, nắp cái này vào trong những cái nào ngóc ngách của cái xe máy hoặc xe ô tô để mà định vị nghe nén. À thì đi vào chi tiết thì tôi sẽ test cho các bạn cái sản phẩm. Về cái sản phẩm thiết bị định vị này nhá. Đây thì cái tính năng của nó này, nó sẽ bao gồm cái tính năng gì? Đây này. Cái thiết bị định vị X10 này có những tính năng gì các bạn này? Đây. Đầu tiên là định vị GPS này, định vị ô tô xe máy này, nghe nén này, ghi âm này, theo dõi lịch sử di chuyển của phương tiện này, hàng rào điện tử này, bật tắt từ xa để bật tiết kiệm pin và cảnh báo hết pin. Nó sẽ cảnh báo là còn bao nhiêu phần trăm pin.
Thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho bạn cái sản phẩm này. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn khi các bạn sử dụng thì các bạn nắp hay là bạn làm sao để cho con cái này nó vào trong ô tô hoặc xe máy chỗ nào cũng được nhá. Đây, tôi đã kết nối cái thiết bị định vị và cái app của chúng tôi rồi. Đây, thì cái app của nó thì sẽ là các bạn khi bạn sử dụng bạn tải cho tôi cái app IK này này, điện thoại Samsung hay là iPhone là đều dùng được hết. Đấy, các bạn đăng nhập vào. Thì cái tính năng đầu tiên là tính năng định vị. Đây, tính năng định vị của nó các bạn này. Đây chẳng hạn như là cái người này là chính là cái thiết bị của tôi đang ở chỗ nào này. Thì zoom các bạn xem này, nó rất là chi tiết luôn này. Đấy, nó sẽ có rất là chi tiết. Đấy, nhà tôi là cạnh cái quán cà phê Bitcandon này, là sát nhau luôn này, ở đường Hiệp Bình này, đấy, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đấy, có tên đường quán cà phê hay nhà nghỉ. Ví dụ các bạn những cái xe có để các bạn định vị nó đi vào nhà nghỉ là các bạn biết ở nhà nghỉ nào luôn. Đấy, rất là chi tiết này. Đấy, xung quanh các quán cà phê, tên quán cà phê này, tên đường này, đường số mấy này. Đấy, này tính năng định vị này. Có nghĩa là các bạn là khi các bạn định vị, các bạn cho cái thiết bị định vị kia vào trong cái xe ô tô thì nó sẽ dẫn đường các bạn đi theo luôn. Đây là tính năng định vị. Tiếp theo giới thiệu các bạn là cái tính năng hàng rào điện tử nhá. Đây, các bạn nhìn nhận là tính năng hàng rào điện tử này. Đấy, thì cái tính năng hàng rào điện tử này đây các bạn này, các bạn này tăng này, tăng khoảng cách này. Trong cái ô tròn này ở giữa là cái thiết bị, khi các bạn khoanh vùng rộng ra là bấm nút cộng này thì nó ở trong một cái vùng tròn như này, là đây là từ đây ra đây là 200m. Thì khi cái định vị đi ra khỏi vòng hàng rào điện tử này, nó sẽ báo cảnh báo về cái điện thoại các bạn, nó cảnh báo tút 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 vào cái điện thoại này là cái thiết bị này đang di chuyển rời khỏi cái vị trí các bạn. Các bạn có thể cài đặt là 100m, vòng tròn này 100m này, 200m này, đây cho tính là bán kính là 500m này. Đấy, rất là nhiều ấy luôn. Đây thả như tôi đang cài đặt cái vòng tròn bán kính là 100m này. Đấy, thì khi cái thiết bị định vị này nó di chuyển theo cái xe ra ngoài, nó sẽ báo cảnh báo. Tiếp theo là đến nghe quỹ đạo lịch sử, có nghĩa là lịch sử di chuyển đấy, nó theo tính theo ngày này, ngày hôm nay này, hôm qua này, các bạn có thể tùy chỉnh theo ngày hôm qua đi những đâu, thiết bị này nó di chuyển những đâu này. Và tính năng là tắt bật từ xa. Đấy, hạn như tắt bật mình có thể đây gọi là remote shutdown, mình tắt, mình lúc nào mình bật thì mình dùng. Và có một tính năng nữa là tính năng rất là ok luôn, là tính năng nghe nén. Tôi sẽ cho các bạn xem tính năng nghe nén này. Đây thì với cái tính năng nghe nén này thì các bạn sẽ có một cái sim, thì mua thì tôi sẽ tặng vào cái sim này. Tôi đã lắp cái sim này vào đây. Đấy, cái sim này, thì đây là cái số điện thoại cái sim. Đấy, thì khi các bạn gọi vào cái số điện thoại đấy ở trong cái sim này, tức là cái con định vị này nó lắp một cái sim có cái số điện thoại này, các bạn gọi vào này. Đây là cái số điện thoại của nó này, số điện thoại tôi sẽ gọi vào này. Thì khi ở trong xe người ta nói chuyện gì là mình nghe tiếng hết. Đấy, đang gọi này, nó sẽ tự động trả lời nhá. Để ra ngoài này. Đấy, nó gần nhau, nó vọng tiếng, để tôi để cái định vị xa ra. Đi xa này thì các người nói thì nó sẽ thu vào đây. Đấy, nó thu vào gần thì nó sẽ hơi bị ồn một tí, nhưng mà khi xa nó như nó đang thu ghi nhẹ nghe nén. Tôi vẫn để nó hơi gần thì nó sẽ vọng lại. Để xa một chút này. Đấy, tôi đang để thiết bị răng phòng khác này nó. Đấy, người nói này. Bạn sẽ thu âm được nhá. Đấy, mình sẽ thu âm được. Đấy, là tính năng nghe nén. Thì các bạn mua hàng thì các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng Hà Nội, Sài Gòn.
Tôi sẽ tắt đi này. Đấy, rất là tiện lợi để các bạn theo dõi. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng test hàng, hoặc các bạn nếu ở xa không ấy thì tôi sẽ gửi hàng về theo đường bưu điện hay là đến trực tiếp để các bạn nhận hàng, các bạn đúng hàng bạn thanh toán cho bên bên ship. Đấy, cảm ơn các bạn xem video. Với cái sản phẩm này thì các bạn sẽ được bảo hành trong 1 năm các bạn nhé.